Dortmund là chủ nhà, Rousseff chiếu trên và đãi ngộ bất công ở chung kết Champions League. Vì sao Dortmund được coi là đội chủ nhà ở trận chung kết Champions League? Tại sao Real Madrid vẫn được phép mặc áo trắng truyền thống dù là đội khách? Trọng tài bắt trận chung kết năm nay kiếm được bao nhiêu tiền? Dortmund là đội chủ nhà của trận chung kết Champions League cũng đơn giản thôi. Ở lễ bốc thăm tứ kết hôm 15 tháng 3, hành trình đến trận chung kết đã được xác định và ai sẽ là chủ nhà ở Wembley. Dortmund gặp Atletico Madrid ở tứ kết và sẽ đá trận bán kết 2 với Barca hoặc PSG. Trong khi đó, Real Madrid được xếp vào nhánh 1 với Man City, Arsenal và Bayern Munich. Và họ đã là đội cuối cùng của nhánh 1 vào chung kết. Sau khi xác định kết quả bốc thăm, một quả bóng nữa được rút ra để xác định đội chủ nhà của trận chung kết và kết quả là đội ở nhánh bán kết 2 sẽ có vinh dự đó. Và đó chính là Dortmund, bởi cả Atletico, Barca, PSG đều đã bị loại. Trong khi đó, Real Madrid vẫn được phép mặc màu áo truyền thống dù là đội khách. Tiết lộ mới nhất từ UEFA là cả hai đội sẽ thi đấu với màu áo truyền thống bởi chúng khác màu nhau. Real sẽ mặc áo trắng, quần trắng, trong khi thủ môn Thibaut Courtois sẽ mặc áo và quần màu xanh lá cây. Cầu thủ Dortmund sẽ mặc áo màu vàng có sọc đen và quần đen truyền thống. Còn thủ môn sẽ mặc đồng phục màu cam. Về phần mình, trọng tài sẽ mặc áo xanh, quần đen. Lần đầu tiên, trọng tài người Slovenia Slavo Vincic sẽ bắt chính trận chung kết Champions League. Ông cũng là trọng tài chính trong trận tứ kết giữa Atletico và Dortmund. Vậy trọng tài Slavo Vincic sẽ kiếm được bao nhiêu ở trận chung kết này? Ông sẽ nhận được tổng cộng 10.857 đô la Mỹ cho việc cầm còi trận chung kết Champions League. Mức thù lao này kém xa số tiền mà các cầu thủ sẽ nhận được nếu vô địch. Trung bình, một cầu thủ Real sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ nếu đăng quang. Nhìn chung, mức giá trả cho trọng tài ở Champions League khá bèo. Trọng tài bắt chính trận vòng bảng được nhận 6.514 đô la Mỹ một trận. Đến vòng tứ kết và bán kết, mức thù lao nâng lên 8.142 đô la Mỹ một trận. Tuy nhiên, số tiền mà các trợ lý và trọng tài trong phòng VAR nhận được lại khác nhau. Ở trận chung kết, trợ lý trọng tài nhận 3.257 đô la Mỹ, còn trọng tài VAR nhận 4.342 đô la Mỹ. Theo kế hoạch, Real Madrid đến Wembley vào thứ Năm ngày 30 tháng 5 để chuẩn bị cho trận chung kết. Vào thứ Sáu, đội tập luyện tại sân vận động từ 17 giờ 15 phút đến 18 giờ 15 phút giờ địa phương. Trước đó, Real có cuộc họp báo vào lúc 16 giờ 30 phút. Tại London, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ lưu trú tại khách sạn The Grove, cách sân Wembley 30 phút di chuyển bằng xe bus. Real Madrid sẽ tìm kiếm chinh phục chiếc cúp C1 Champions League thứ 15. Ở trận chung kết này, Real được đánh giá là đội cửa trên cho dù là đội khách và ứng viên vô địch sáng giá. Tuy nhiên, Real không nên đánh giá thấp một Borussia Dortmund đang có phong độ và quyết tâm cao độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.